1001 câu chuyện. Xin chào các em, và video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với bí sticker cổ trang có giá 30.000 đồng và nó sẽ có 2 lớp nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khui ra từng lớp để xem là nó trông sẽ đẹp như thế nào nếu như là được chị tháo ra cái lớp ni lông này ha. Đây là cái lớp đầu tiên nè các em. Wow, các em thấy không? Có 2 viên kim cương màu tím với màu xanh lá rất là xinh luôn. Rồi cùng với những phụ kiện nè, rồi ngào á lã hả? Những chiếc váy cổ trang rất là đẹp luôn ha. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ đến với cái lớp thứ hai. Wow, để xem lớp thứ hai của chúng ta nè. Đó, lớp thứ hai thì cũng có là những cái chiếc váy rất là lộng lẫy. Kế tiếp sẽ là 1, 2, 3, 4 cô gái cổ trang luôn, với những kiểu tóc xinh xắn và dịu dàng đáng yêu luôn nha. Cùng với là những cái phụ kiện của cổ trang nè, chẳng hạn như là quạt, tủ, khung cửa và đèn. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một nơi có thật là nhiều những chiếc váy cổ trang xinh đẹp ha. Đây, đầu tiên á là chị sẽ tháo và treo những chiếc váy cổ trang dài vô trước nè. Ở đây vừa có váy ngắn vừa có váy dài nha. Nhưng đa số là váy dài thì nó nhiều, nó sẽ chiếm số nhiều hơn. Đây, chiếc váy đầu tiên, wow, rất là xinh nha. Đó, những chiếc váy này có lẽ là dành cho những cô nàng quý tộc nè, chẳng hạn như công chúa hoặc là hoàng hậu ở trong cung ha. Đó, mình sẽ đặt vào đây. Bây giờ mình sẽ đến với chiếc kế tiếp. Ta-da! Chiếc này cũng rất là sang trọng không kém nha. Sẽ dán ngay ngắn lại một chút xíu. Đây, rồi. Chiếc kế tiếp cũng không kém phần sang trọng với tông màu đỏ và vàng. Đó, ở trên chiếc váy cổ trang này của chúng ta thì có treo rất là nhiều phụ kiện. Có lẽ là những phụ kiện này là được làm bằng vàng luôn nha các em. Đó, đây. Hôm nay chị sẽ làm video giới thiệu về quần áo cổ trang nha. Bạn nào mà thích những cái váy cổ trang thì đừng bỏ qua video này, bởi vì chị sẽ giới thiệu cho các em từng chiếc một rất là xinh. Đây là sticker dẻo, và trên chiếc váy cổ trang của chúng ta sẽ có rất là nhiều kim tuyến và những cái viền vàng á, làm cho chiếc váy của chúng ta thêm phần đẹp nè. Có chiếc váy này còn kèm cả là một cây đàn luôn hen. Đó, rất là xinh xắn. Mình cũng sẽ đặt ngay ngắn vào trong hàng. Rồi chúng ta đến với những chiếc kế tiếp nè. Ta-da, hai chiếc kế tiếp đây, wow, rất là đẹp nha, với những miếng kim tuyến và những cái viền vàng. Đó, đây, cái chiếc váy này cũng rất là sang trọng nè ha. Và ở trên cái chiếc váy thì tay có một gắn kèm theo là một cái máy tính tiền của Trung Quốc thời xưa đó mấy em. Đó, người ta thường là người ta sẽ tính bằng cái này ha. Để xem là chúng ta còn bao nhiêu chiếc váy màu dài cổ trang nữa. Đây, bây giờ chúng ta đến với cái tông màu sáng sáng xíu, là nó sẽ có màu tím và màu hồng nè. Đó, ba chiếc váy này cũng rất là xinh, dành cho các tiểu thư, con nhà giàu, con của các quan, viên chức đồ ha. Đó, rất là dễ thương luôn. Wow, rất là nhiều váy cổ trang đẹp luôn. Và chúng ta còn hai chiếc váy dài nữa thôi. Đó, và váy ngắn thì chúng ta sẽ có ba chiếc. Cái chiếc váy ở trên đây nhìn tiểu thư lắm luôn á. Rồi, và chúng ta đến với lại những chiếc váy ngắn nè. Ngắn là chúng ta có tới 5-6 cái lận nha. Chị đến bị sót á. Đây, chúng ta đến với 3 cái đầu tiên. Tuy là nó ngắn nhưng nó cũng rất là cute luôn nha. Bạn nào thích thoải mái mát mẻ thì hãy chọn ngay những chiếc váy ngắn nè. Bạn nào thích sang trọng, quý phái thì hãy chọn ngay những chiếc váy dài. Đâu rồi, chúng ta đến với những chiếc váy ngắn còn lại. Ôi, có cái váy này hình yến này trông rất là sexy nha. Đó, còn cái 5 chiếc váy ngắn lại nha các em. Rất là dễ thương luôn nha. Đó, 2 chiếc váy này nó nhỏ xíu à. Xinh ơi là xinh nha. Đó, để tạo cho một cái tủ đồ cổ trang không kém phần, không có để nó đơn giản quá, thì mình sẽ dùng tuyết long á. Mình sẽ trang trí giống như là một cái sầu đồ hoặc là một cái tủ đồ cho nó xinh xắn ha. Thank you.
Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với những phụ kiện của Trung Quốc nha. Đầu tiên là một chiếc tủ màu nâu nè. Đó, tủ cao, còn đây sẽ là tủ ngắn. Đó, có thể đựng quần áo, đựng sách. Rất là đẹp luôn ha. Đó, đây là khung cửa sổ. Ở ngoài thì nó có phong cảnh sẵn luôn. Đó, hôm nay thì chị sẽ giới thiệu cho các em biết một số phụ kiện ở thời Trung Quốc á, thời cổ trang nè, nó sẽ như thế nào và nó gồm những cái gì ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tới là những cái ấm trà nè, rồi bình hoa. Ừ, cái này là để chân á. Cái đèn này nó có hai con mắt luôn nè em. Có cái miệng luôn, rất là ngộ ha. Rồi, đèn xong rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ tới là quạt nè. Đây, cái đèn lồng thì chị sẽ để ở trên đây luôn nè. Lược nè. Và cũng quạt á thì chúng ta cũng có rất là nhiều loại quạt. Rất là nhiều kiểu quạt xịn và xinh luôn nha. Chị sẽ đặt hết tất cả các loại quạt vô cùng một chỗ cho các em dễ nhìn ha. Các em thích loại quạt nào nè? Chị thấy là cái quạt nào nó cũng đều rất là đẹp. Đây, lược cũng có hai cây luôn nha. Rồi, bây giờ sẽ tới là dù nè. Wow, quá trời phụ kiện luôn nha các em. Ta-da, và chị đã dán xong hết tất cả cục phụ kiện của Trung Quốc cổ trang rồi ha. Những phụ kiện cổ trang thì nó thường thường thì nó chỉ có là đa số là đèn và đèn lồng thì rất là nhiều ha. Và cả quạt luôn. Còn ngày xưa của chúng ta sẽ xài ngày xưa á, mà bên Trung Quốc á, người ta sẽ xài vàng thỏi như thế này nè. Đó, đây á, nhà giàu lắm mới có một cái cục vàng như thế này. Còn á, nghèo thì có những cái vài xu như nhảy nhỏ vậy thôi hen. À, xong rồi. Bây giờ còn chần chờ gì nữa thì chúng ta không chọn trang phục xinh đẹp cho bốn cô nàng nha. Wow, các em xem đi, bốn cô nàng của chúng ta ai cũng có chân dài, ai cũng eo thon, tóc ai cũng dài và tóc ai cũng đẹp, nhưng thiếu trang phục phù hợp với mình. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau giúp bốn cô gái này chọn bốn bộ trang phục thật là xinh nha. Và đầu tiên, bạn sẽ chọn trang phục cho cô nàng tóc đen này trước đi. Cô tóc đen này có vẻ nhí nhảnh vì cô ấy đang cắt bính hai chùm nè. Bây giờ chị sẽ chọn một trang phục nhí nhảnh cho cô nàng tóc đen này thôi. À, nhí nhảnh thì chị sẽ chọn chiếc váy ngắn đi cho nó trẻ trung nè. Và dễ thương nha. Chiếc váy ngắn. Ui, dễ thương lắm. Tinh 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 tinh. Đừng có nghĩ váy ngắn là xấu nha, không có đâu, rất là cute, nhiều khi mặc lên nhìn nó sẽ trẻ trung hơn những chiếc váy dài. Rồi, bây giờ chúng ta đến với cô nàng tóc màu xám xám mà hồng hồng mà nó tím tím, rất là lạ luôn. Rồi, cô nàng này có một cái nét mặt hơi nghiêm chỉnh nha các em. Bây giờ mình sẽ chọn chiếc váy nào đây? Bây giờ khó quá, không biết là các em giúp chị chọn một chiếc nào. Tiên tiên, đây, chị nghĩ ra chiếc này. Xinh chưa, xinh chưa? Wow, cái chiếc váy này giống như là của công chúa hoặc là hoàng hậu vậy đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cô nàng thứ ba. Wow, cô nàng này trông khá là xinh đẹp đúng không? Ở trên đầu thì còn có vương miện nữa. Bây giờ chị nghĩ là mình sẽ chọn chiếc váy này đi. Đó, cô nàng này sẽ biết đàn nha. Đó, rất là dịu dàng luôn. Xinh lắm luôn nha các em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cô nàng cuối cùng thôi. Cô nàng cuối cùng này ơi, có một mái tóc màu tím tím hồng hồng rất là xinh. Ở trên đầu thì còn có chiếc cài nữa nè. Đây. Này đi. Hả? Wow. Xong rồi, sau khi chọn váy xong thì chị sẽ cho các em xin ngưỡng lại bốn cô nàng của chúng ta. Rồi, không biết là trong bốn cô nàng này thì các em thích nhất là cô nàng nào ta? Các em thích là dễ thương nhí nhảnh hay là sang trọng quý phái hay là quyến rũ. Đó, chị thấy thì cô nào cũng có
mỗi cái kiểu đẹp khác nhau đúng không nè. Đó, chúng ta còn rất là nhiều váy xinh luôn, cho nên là các em thích chiếc váy nào hãy chọn cho bốn cô nàng của chúng ta, mỗi chiếc là phù hợp với mình nha. Và bạn nào mà muốn đặt mua miếng sticker này á thì hãy liên hệ ngay với shop Bookchi qua số điện thoại 0937899707 để đặt hàng. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau nè. Nhớ là hãy coi hết video để xem là cái phần trang phục và phụ kiện cổ trang nó xinh đẹp như thế nào. Bye bye.